Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món chè rất là ngon, làm từ chè chuối và nếp cẩm. Ở đây thì nguyên liệu để mình thực hiện món chè chuối nếp cẩm thì mình chuẩn bị là 5 trái chuối. Mình chuẩn chuối này mình lựa cái chuối mà nó chín già già một chút thì nó sẽ ngọt hơn và nó thơm hơn. Nếp cẩm 100g mình đã ngâm sẵn để lát nữa mình nấu để cho nó nhanh chín. Đường phèn 50g, đường cát trắng 50g. Và ở đây thì mình sử dụng đó là bột nước cốt dừa. Các bạn cũng có thể sử mình không mua được cái dừa tươi á, nên là các bạn có thể sử dụng dừa tươi cũng được nhé. Ở đây thì mình dùng nước bột nước cốt dừa để cho nó tiện lợi hơn. Đầu tiên thì bây giờ thì mình sẽ mang đi mình vo lại cái gạo này và mình sẽ cho thêm vào đó một chút muối nhé. Bạn nhớ là khi mà mình nấu gạo này thì mình sẽ cho vào thêm một chút muối. Đây mình sẽ cho vào một chút xíu muối mình nấu đến khi mà cho gạo của mình nó thật mềm, nó chín nhừ thì được nhá. Ở đây lượng nước thì mình cho khoảng gấp 3 lần lượng gạo. Khi mà mình chờ nếp chín thì mình sẽ đi mình làm chuối nhá. Món chè này thì rất là đơn giản thôi. Nếp cẩm thì rất là tốt cho sức khỏe. Mình cắt xong thì mình cho vào cái tô này. Mình cho cái phần cái đường cát của mình vào. Mình cho vào mình đảo đều đi. Cho cái chuối của mình nó thấm đường. Lát nữa mình nấu với nước cốt thì nó sẽ chuối của mình nó thấm đường, nó sẽ được ngọt hơn, nó sẽ ngon hơn. Rồi mình đảo đều cho chuối của mình thấm đường nhé. Rồi mình sẽ xem cái phần gạo mình nấu, gạo nếp cẩm mình nấu chín chưa, mình sẽ cho phần đường phèn này vào nhé. Đây là cái nếp cẩm mà mình nấu. Như vậy là mình bỏ đường vào và khi nếp cẩm nó chín đều, nó mềm như thế này là được rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt nếp cẩm ra và để cho nó nguội. Mình để trên bếp thì nó hơi sủi như thế này, đặc như thế này là được rồi. Lát nữa nó khô, nó nguội đi thì nó sẽ đặc lại hơn. Mình sẽ tắt bếp nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần chuối mà mình đã ngào đường sẵn này vào. Và mình sẽ cho vào đây khoảng 200ml nước nhé. Khoảng 2 bát con nước đó các bạn. Thêm cái bột nước cốt dừa. Nếu các bạn là sử dụng nước cốt dừa tươi thì mình cũng cho 200ml nước cốt dừa và mình cho vào cho chuối và đường cát vào nhé. Đây mình sẽ sử dụng đây là khoảng 50g một cái muỗng này. Rồi, đây như đây là được rồi.
chút cho nó béo. Đối với cái bột sữa dừa pha sẵn này thì mình không có cần phải bỏ thêm bột năng hay là bột sắn dây. Còn nếu mà các bạn sử dụng cái nước cốt dừa mà mình tươi á, thì mình sẽ cho thêm vào khoảng 1 muỗng đến 1 muỗng đến 2 muỗng bột năng để cho cái nước cốt dừa của mình nó được sánh. Và mình bật bếp để mình đun. Mình đun đến cho cái chuối này nó chín là được. Cái nước cốt dừa của mình nó sánh lại là được. Chuối của mình nó sắp được rồi các bạn. Mùi rất là thơm. Thơm mùi chuối, mùi cốt dừa. Mình nấu cho cái chuối của mình nó chín kỹ đi một chút nhé. Thơm quá. Chuối của mình nó trong lại như vậy là được rồi nhé các bạn. Mùi rất là thơm này. Mình thấy chuối nó chín mùi thơm. Chín kỹ như nó là được rồi. Mình sẽ bỏ ra để cho nó nguội. Ngon quá. Vậy là mình đã vừa nấu xong nếp cẩm. Đây là nếp cẩm mà mình đã nấu xong. Các bạn nấu vừa phải như này, mình không nên nấu quá đặc mà cũng không nên nấu quá lỏng. Quá lỏng thì ăn sẽ không ngon. Lát nữa mình sẽ ăn cùng với đá. Cái này thì mình có thể ăn nóng cũng được mà ăn lạnh cũng rất là ngon. Cái mùi chuối với cốt dừa rất là thơm luôn. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra một chén nhé. Cho cái nếp cẩm. Mình thích ăn nhiều chuối thì mình cho nhiều chuối. Nhìn rất là hấp dẫn. Đây các bạn, đây là chén chè nếp cẩm mà mình chè chuối nếp cẩm. Một chén chè rất là hấp dẫn. Cái món chè này thì mình có thể nấu vào cuối tuần cho cả nhà cùng ăn. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử nhé. Còn nóng mà cũng rất là ngon. Mình sẽ ăn miếng chuối. Rất là ngon. Cái món chè này thì nó có cái vị đặc trưng là cái mùi béo ngậy của sữa dừa, mùi thơm của chuối và cái vị béo rất đặc trưng của cái nếp cẩm. Mình sẽ để nó nguội một xíu, lát nữa thì mình sẽ bỏ đá vào và ăn. Mình thích ăn lạnh hơn là ăn nóng này. Đối với món chè này thì các bạn có thể sử dụng, mình không có thể sử dụng nhiều đường phèn hơn để cho nó ngọt thanh. Nó có vị béo nhưng mà nó ngọt thanh thì mình sẽ ăn nó sẽ dễ ăn hơn rất là nhiều. Để tăng cái hàm lượng đường, để tăng cái đường phèn thì các bạn giảm bớt cái đường cát trắng đi nhé. 100g thì mình lúc nãy thì mình chia tỷ lệ là 5:5 thì các bạn có thể chia tỷ lệ là 7:3. Món chè này mình có thể nấu vào cuối tuần để cho cả gia đình cùng thưởng thức. Video thực hiện món chè nếp cẩm nấu chè chuối, cái tên của nó là chè chuối nếp cẩm của mình. Đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.
Hy vọng là với món chè này thì các bạn rất là đơn giản thôi, có thể nấu cho cả nhà cùng thưởng thức nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.